Hello everyone, and today my topic we're talking about learning English in the Excel. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một phần khá là hay, đó là học biến cái Excel trở thành cái công cụ để học tiếng Anh, giống như một phần mềm tiếng Anh mà nó rất là chuẩn. Các bạn hãy xem mình demo việc học tiếng Anh này như thế nào. Ví dụ mình click vào chữ English, sau đó mình bấm Enter và các bạn hãy nghe nha. Very good. Fish, food. Thank you very much. What? Mình cho thêm một chữ này để họ để đọc nha. Mình không biết viết chữ gì được. Viết đại thì how can I do? How can I do? Cho cực kỳ chuẩn luôn nha các bạn. Như vậy thì các bạn có thấy cái công cụ này hữu ích thì các bạn có thể đi tiếp với mình về phần hướng dẫn. Phần này thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn đi từng bước nha. Ok rồi, bạn vào đây, vào My File, các bạn vào Customize, Quick Access Toolbar, rồi các bạn chọn cái phần Command Not in Debug để chọn là những cái mà nó không có sẵn trên Debug, và mình đi tìm cái chữ Speak. Các bạn từ đâu rồi, kéo từ các bạn tìm được cái chữ Speak. Mình đang tìm nha các bạn, chờ đợi chút xíu. Chữ speak nằm đâu rồi, từ nha các bạn. Đây, speak đây rồi, kéo riết cũng thấy đây, và mình đã lấy công cụ này, tức là speak cell on enter, có nghĩa là nói khi mà mình khi enter cái thì nó sẽ nói. Ok, công cụ này rất là hay, các bạn vào speak cell đây, xong ok các bạn bấm add để nó chạy ra nha các bạn. Còn mình add rồi, mình không lấy ra rồi, mình không add nữa, và bấm add xong các bạn bấm vào ok. Ok, sau khi mà bạn lấy ra thì nó sẽ nằm ở trên ngay ở trên cái công cụ của mình như thế này. Và khi bạn muốn đọc, các bạn đầu tiên bạn phải click vào nó trước, các bạn click vào nó trước. Ok. Ok, và bây giờ các bạn chỉ việc là enter thì nó sẽ đọc cho bạn luôn, chuẩn bản ngữ luôn. Dĩ nhiên rồi, Microsoft là của người Mỹ mà. English. Very good. Fish. Food. Thank you very much. What? How can I do? Ok, rất hay nha các bạn. Ok, và như vậy thì mình đã nói thấy là được một bước rồi, tức là nó có thể nói như vậy. Thì còn mình đang học tiếng Anh, mình đã không biết nghĩa thì làm sao? Thì dĩ nhiên các bạn đừng lo lắng, vì Excel nó cũng đã công cụ để giúp bạn là các bạn có thể dịch nó ra luôn. Ok, mình sẽ copy nó ra, các bạn rồi các bạn paste qua phần này. Ok, mình sẽ làm cho các bạn xem. Và cái câu này mình tiếng Anh và mình không biết nó nghĩa gì thì mình click vào nó. Và sau đó bạn vào view, review nha, sau đó bạn bấm translate, nó sẽ chạy ra translate. Thì khi mình click, các bạn thấy không, nó tự động nó chạy qua đây, thank you very much, đây nó qua đây rồi. Và tiếp theo là gì, là bạn chọn là từ đây là chọn tiếng Anh, nó mặc định tiếng Anh, còn đây là do mình đã chọn Việt Nam. Còn các bạn không muốn học từ tiếng Anh sang Việt Nam, các bạn học tiếng Anh qua tiếng Ý, học tiếng Pháp hay là một cái tiếng nước khác thì các bạn chọn tiếng mà bạn muốn học, tức là từ tiếng Anh sang tiếng bản ngữ của bạn. Nhưng mà ở đây mình muốn học từ tiếng Anh sang tiếng Việt nên mình chọn là Vietnamese. Và nó dĩ nhiên rồi, nó đã dịch ở đây. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn cũng cần phải có cái wifi nhé. Nếu không có wifi thì hiện tại thì Microsoft Excel thì vẫn chưa có tích hợp cái phần đó cho mình. Và mình ok, mình demo tiếp, mình làm tiếp cho các bạn xem nhé. Không nói vòng vo. Ok, insert. Rồi các bạn thấy không, nó đã chuyển sang cảm ơn rất nhiều. Tuyệt vời, từ này có nghĩa gì đây, mình sẽ bấm vào cái chữ này, sau đó bạn vào translate insert. Đây là cái từ này có nghĩa là gỗ, từ này là cái gì đấy, translation, nó nói là what là cái gì, đúng rồi, quá chuẩn rồi. How can I do, tôi có thể làm như thế nào. Ok, very good. Rồi, như vậy là xong. Như vậy là các bạn đã thấy là mình đã biến cái phần mềm Excel nó khô khan, nhưng mà mình đã biến nó rất là mềm mại, mình có thể biến nó trở thành một công cụ để mình tích hợp vừa học tiếng Anh rồi vừa học Excel và cả luyện chữ nữa, ngay ở trên cái bản Excel thôi. Hy vọng nó sẽ được hữu ích, và biết đâu sau bài này các bạn sẽ ngày nào các bạn cũng sẽ mở cái phần mềm Excel trước đây các bạn đã xem nó là khô khan. Hy vọng sau bài này các bạn sẽ có được một chút gì đó mà cảm thấy nó hữu ích từ mẹo hay này. Cảm ơn các bạn.